Vừa qua, vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á Thái Bình Dương thuộc Liên hợp quốc UNESCO tổ chức hội thảo trực tuyến khởi động giới thiệu kế hoạch thực hiện các dự án thí điểm hỗ trợ Việt Nam xây dựng lộ trình quốc gia để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 7 SDG7. Hội thảo khởi động nhằm giới thiệu về kế hoạch thực hiện dự án và sự phối hợp giữa các bên liên quan trong việc xây dựng lộ trình SDG7 và đặc biệt là phát thảo các bước và nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành vào năm 2020 cũng như hướng tới năm 2030. Theo vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, nhu cầu năng lượng của Việt Nam ngày càng cao so với xu hướng phát triển kinh tế xã hội hiện nay, dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ cần 129.000 MW công suất điện. Do đó, Việt Nam cần tăng lượng điện năng cung cấp lên trên 7.000 MW mỗi năm. Tuy nhiên, việc đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức. Do vậy, SDG 7 về năng lượng sạch và giá cả phải chăng cũng là một mục tiêu quan trọng mà Việt Nam đang hướng tới. Tại hội thảo, các chuyên gia phía Việt Nam và ESCAP đã tham gia năm tham luận chính với hai nhóm nội dung, trong đó phía ESCAP giới thiệu về bộ công cụ quốc gia về mục tiêu phát triển bền vững trong xây dựng chính sách năng lượng next step và các kết quả sơ bộ đạt được. Phía chuyên gia trong nước giới thiệu về thực trạng chính sách ngành năng lượng và các cơ hội, thách thức đối với ngành năng lượng trong việc thực hiện SDG 7 từ góc độ hoạch định chính sách và sự tham gia của khu vực tư nhân.